Mến chào quý cô chú chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Lan nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu gồm có Kayata, Red Villa, tím siêu bông và ngũ sắc ha. Muốn giao lưu tới quý cô chú chị em mình trên kênh nha. Rồi, chào Lan. Dạ, em chào anh Thái. Dạ, con mến chào quý cô chú anh chị. Dạ, thì địa chỉ nhà vườn của con là ở xã Long Mân Nga, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ, số điện thoại cũng là số Zalo của con, dạ 0763234343. Hôm nay con có một số mặt hàng qua giấy thành phẩm muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị. Dạ, con rất mong mọi người thân tình ủng hộ con nha. Hôm nay con lên cho mình là mã xơi. Cặp đầu tiên là cẩm thạch tím một xơi ạ. Mini để bàn quý anh chị. Dạ, con xin phép thông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 43, dạ tán là 43. Quanh cũ con đo được cho mình là 9 ạ. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 48, dạ tán là 30 ạ. Quanh cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 10, dạ mã 1C con giao lưu cho mình 150.000 ạ. Rồi, con xin phép xuống mã 1C nha. Tiếp tục con lên cho mình mã 2 cũng là một cặp thạch tím mini luôn. Rồi. Con xin đo thông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 51, dạ tán là 48. Bình cũ con đo được cho mình dạ là 10 ạ. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 45, dạ tán là 43. Bình cũ con đo được cho mình là 12, dạ mã 2 con giao lưu cho mình là 180.000 ạ. Một cây tím siêu bông, còn cây bên đây là Sakura Black Can và tím siêu bông hai màu. Dạ. Con xin phép số mã 2. Tiếp tục con lên cho mình mã 3 ạ. Dạ, mã 3 là một cây cánh tiên và một cây kim cương vàng ạ. Con xin phép đo thông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 61. Dạ tán là 46. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 11. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 65. Dạ tán là 55. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 12. Rồi mã 3C con giao lưu cho mình là 260.000 ạ. Rồi một cặp hai màu quýnh cho em. Dạ. Rồi con xin phép xuống mã 3C. Tiếp tục con lên cho mình mã 4 là một cây lẻ, là một cây Red Villa. Mã 4. Hoa đỏ rất là sáng quýnh cho em. Dạ, con xin phép đo thông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 57. Dạ tán là 66. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 14 ạ. Mã 4C này con giao lưu cho mình là 230.000 ạ. Rồi con xin phép xuống mã 4 ạ. Tiếp tục con lên cho mình mã 5 cũng là một cây Red Villa, mã 5. Con xin đo thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 54, dạ tán là 50. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình là 19, mã 5 con giao lưu cho mình là 240.000 ạ. Rồi con xin phép xuống mã 5 ạ. Tiếp tục con lên cho mình mã 6. Dạ mã 6 cũng là một cây Red Villa, mã 6. Con xin đo thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình dạ là 73. Tán là 58. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 15, mã 6 con giao lưu cho mình là 230.000 à. 230.000 cho mã 6. Con xin phép số mã 6 nha. Tiếp tục con lên cho mình mã 7 là một cây Kayata, mã 7. Dòng siêu hoa quá anh chị em. Dạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 80. Dạ tán là 63. Hoành cũ con đo được cho mình là 15 à. Rồi mã 7 con giao lưu cho mình là 280.000 à. Con xin phép số mã 7. Tiếp tục con lên cho mình mã 8. Dạ. Mã 8 là một cây cẩm thạch ghép nhiều màu. Con xin đo thông số ạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 67. Dạ tán là 62. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 19 à. Rồi mã 8 con giao lưu cho mình là 240.000 à. Gồm có cẩm thạch đỏ lửa 1, cam cầu vồng là 2, bờ lại can là 3, tím siêu bông là 4, cẩm thạch trắng là 5. Dạ, con xin phép xuống mã 8. Có thể hơn nha quý anh chị em, do một số nó chưa lên hoa. Dạ, con lên cho mình mã 9. Dạ, mã 9 là một cây cẩm thạch tím. Siêu bông lùng lực quý anh chị. Dạ, con xin đo thông số ạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 76, dạ tán là 69. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 26 ạ. Rồi mã 9 này con giao lưu cho mình là 300. 300 luôn cho mã 9 ạ. Con xin phép xuống mã 9. Tiếp tục con lên cho mình mã 10. Dạ mã 10 là một cây cẩm thạch tím dòng siêu bông nè, mã 10. Con xin phép đo thông số ạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 78. Dạ tán là 65. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 21. Dạ mã 10 con giao lưu cho mình là 240.000. Rồi con xin phép xuống mã 10 ạ. Tiếp tục con lên cho mình mã 11 ạ. Mã 11. Con xin đo thông số ạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 74. Dạ tán là 65. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 23 ạ. Rồi mã 11 con giao lưu cho mình là 240.000 ạ. Con xin phép xuống mã 11. Tiếp tục con lên cho mình mã 12. Dạ mã 12 là một cây cẩm thạch tím. Thì rất lực quýnh em, phơm tàn tròn xe. Con xin đo thông số ạ. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 100. Mô Phật ạ. Trời. Dạ tán là 68. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình để như con bạch tuộc.
Dạ là 23. Rồi. Mã 12 con Zalo cho mình là 340.000 à. 340.000 cho mã 12 ạ. À. Con xin phép số mã 12. Tiếp tục con lên cho mình mã 13. Một cây tím siêu bông 2 mâm bên chị em. Con xin đo thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 78. Dạ tán là 70. Hoành cũ con đo được cho mình là 14. Dạ mã 13. Con Zalo cho mình là 280.000 ạ. À. Con xin phép số mã 13. Tiếp tục con lên cho mình mã 14 à. Mã 14 cũng là một dòng cẩm thạch siêu bông. Con xin đo thông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 75. Dạ tán là 63. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình là 16. Dạ mã 14 con Zalo cho mình là 220.000 ạ. À. Con xin phép số mã 14 à. Tiếp tục con lên cho mình mã 15. Dạ mã 15 cũng là một cây cẩm thạch tím dòng siêu bông. Mã 15. Con xin đo thông số ạ. À. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 81. Dạ tán là 61 ạ. À. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình là 16. Dạ mã 15 con Zalo cho mình là 230.000 ạ. À. Đế rất là quái à. Dạ. Con xin phép số mã 15 nha. Tiếp tục con lên cho mình mã 16. Dạ cũng là cẩm thạch tím siêu bông luôn. 16. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 72. Dạ tán là 59. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 17. Mã 16 con Zalo cho mình là 220.000 ạ. À. Con xin xuống mã 16. Tiếp tục con lên cho mình mã 17. Dạ mã 17 cũng là một cây cẩm thạch tím dòng siêu bông luôn. Mã 17. Con xin đo thông số ạ. À. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 63. Dạ tán là 58. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 15. Mã 17 con Zalo cho mình là 220.000 ạ. À. Rồi con xuống mã 17 luôn. Con lên tiếp cho mình mã 18. Dạ mã 18 là một cây cẩm thạch tím. Size lớn của anh chị em toàn thông. Dạ. Con xin đo thông số nha. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 106. Dạ tán là 69. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 21. Mã 18 con Zalo cho mình là 430.000 ạ. À. Rồi con xin phép số mã 18. Tiếp tục con lên cho mình mã 19. Vẫn là một cây tàn thông. Dạ. Con xin đo thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 95. Dạ tán là 65. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 18. Dạ. Mã 19 con Zalo cho mình là 380.000 ạ. Rồi con xin phép số mã 19 nè. Tiếp tục con lên cho mình mã 20. Dạ 20 là một cây cẩm thạch ghép nhiều màu à. Mã 20. Con xin đo thông số luôn à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 86. Dạ tán là 63. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 15 à. Rồi mã 20 con Zalo cho mình là 240.000 ạ. À. Gồm có cam cầu vồng, cẩm thạch hồng, cẩm thạch trắng, sakura black can, tím siêu bông, dạ. 5 màu anh chị em. Con xin phép xuống mã 20. Tiếp tục con lên cho mình mã 21. 21 là một cây ngũ sắc thái à. Con xin đo thông số luôn à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 90 à. Dạ tán là 76. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 17 à. Rồi, mã 21 con Zalo cho mình là 240.000 luôn ạ. À. Cây này gồm có màu vàng, màu cam, màu trắng phất hồng nở trước quý anh chị em. Dạ, con xin xuống mã 21 à. Con lên tiếp cho mình mã 22. Dạ, mã 22 cũng là một cây ngũ sắc thái. Con xin đo thông số luôn ạ. À. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 85. Dạ, tán là 63. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình là 14. Dạ, mã 22 con Zalo cho mình là 220.000 luôn ạ. À. Con xin phép xuống mã 22. Tiếp tục con lên cho mình mã 23 à. Mã 23 cũng là một cây ngũ sắc thái luôn. Con xin phép ra thông số ạ. À. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 94. Dạ tán là 69. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình là 15. Dạ mã 23 con Zalo cho mình là 280.000 ạ. À. Cây này 6 màu anh chị em, có thêm màu hồng phấn nữa nha. Dạ. Rồi con xin phép xuống mã 23 nha. Tiếp tục con lên cho mình mã 24 cũng là mã cuối clip con ạ. À. Mã 24 cũng là một cây ngũ sắc thái luôn. Con xin đo thông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 93. Dạ tán là 48. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 18 ạ. À. Rồi mã 24 con Zalo cho mình là 240.000 luôn ạ. À. Cây này cũng 6 màu anh chị em. Có dạ. Thêm màu hồng phấn luôn. Dạ con xin phép xuống mã 24. Dạ cuối clip em cũng xin cảm ơn anh Thái và dạ, con cảm ơn quý cô chú với anh chị thời gian qua đã hương tình ủng hộ con, ủng hộ anh Thái à. Con chúc gia đình mình thật sự nhiều sức khỏe nha, nhiều niềm vui trong cuộc sống và thương tình ủng hộ con ạ. À. Dạ con chào tạm biệt. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Lan nha.